Thưa quý vị và các bạn, thơ Quảng Nam là một khu vườn rực rỡ sắc màu. Trong đó có nhiều khuynh hướng đa dạng, nhiều phong cách khác nhau hướng đến nhiều đề tài phong phú. Và trong khu vườn ấy, những cây bút nữ chiếm một vị trí quan trọng để lại những ấn tượng đẹp với người đọc bởi sự đằm thắm, dịu dàng, nữ tính trong cái tôi trữ tình, nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ bộc trực. Cái tôi trữ tình đậm tính nữ quyền, những riết sống trong bản ngã, khát khao thể hiện bản ngã của mình, nhất là ở các nhà thơ nữ thế hệ 8X, 9X. Chỉ tính riêng, Chi hội Văn học, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam đã có 10 tác giả nữ làm thơ như Nguyễn Thị Phương Dung, Lê Thị Điểm, Huỳnh Thu Hậu, Đỗ Thị Kết, Hồ Loan, Ngô Thị Thục Trang, Vương Thi, Nguyễn Thị Minh Thùy, Mai Thanh Vinh. Không kể những tác giả văn xuôi, thi thoảng cũng có thơ trên báo. Thơ họ xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông. Họ đã là những cái tên, tuy mức độ lan tỏa khác nhau. Và nhằm đem đến cho khán giả có cái nhìn khái quát về các cây bút thơ nữ đang sinh hoạt trong Chi hội Văn học Quảng Nam, chúng tôi mời đại diện ban điều hành Chi hội Văn học Quảng Nam cùng các nhà thơ nữ đại diện tham gia tọa đàm về vấn đề này. Xin được trân trọng giới thiệu nhà văn Lê Trâm, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Văn học, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, thầy giáo nhà thơ Nguyễn Tấn Ái, Chi hội phó Chi hội Văn học, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thơ Mai Thanh Vinh, hội viên Chi hội Văn học Quảng Nam. Và xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Hồ Loan, hội viên Chi hội Văn học Quảng Nam. Và trước tiên xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đến với câu chuyện về thơ nữ trong khu vườn thơ Hội Văn học Nghệ thuật xứ Quảng, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip sau. Chi hội Văn học thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh vừa tổ chức cuộc tọa đàm chuyên đề về thơ của các tác giả nữ trong Chi hội Văn học Quảng Nam. Đây là lần đầu tiên một cuộc tọa đàm riêng dành cho các cây bút nữ được tổ chức sau hơn 20 năm kể từ khi chia tách tỉnh. Hiện tại, Chi hội Văn học Quảng Nam đã quy tụ 10 cây bút nữ. Trong số này có những nhà thơ đến với thơ và với chi hội từ những ngày đầu như Mai Thanh Vinh, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Phương Dung, Lê Thị Điểm. Lại có những cây bút trẻ thế hệ 8X, 9X như Huỳnh Thu Hậu, Ngô Thị Thục Trang, Hải Điểu, Minh Thùy, Hồ Loan, Vương Thi. Hàng năm thì chi hội có tổ chức tọa đàm về văn học, về thơ, về các tác giả. Thế thì năm nay là chi hội văn học là chọn thơ nữ của chi hội văn học Quảng Nam để mà bàn luận với mục đích là rút kinh nghiệm chung để xem thử là các chị đã viết tới đâu, ở chỗ nào là cái điểm mới, cái ưu điểm để cần phải phổ biến học tập chung, mà chỗ nào là còn sáo mòn, chỗ nào là còn những cái hạn chế để mà giúp đỡ các chị mỗi ngày mà viết tốt hơn để phục vụ bạn đọc gần xa. Mình thấy rằng là làm thơ cũng rất là lâu rồi, và là ở trong hội thì cũng được các anh chị em văn nghệ sĩ ưu ái rất là nhiều. Và mình nghĩ rằng ở cái tuổi mình lớn rồi thì thơ mình viết đôi khi nó cũng đã trùng xuống so với những lớp trẻ, so với những nhà thơ trẻ. Nhưng mà mình vẫn viết, bởi vì viết là một cách để giải tỏa cái tâm tư, tình cảm của mình, những cái mơ ước của mình, những cái khao khát của mình. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ rằng khi tổ chức đến với cuộc hội thảo như thế này thì mình nghĩ rằng là mình vẫn còn có thể viết được. Thật ra là khi em đến đây, trước khi em đến là em không nghĩ là em sẽ nhận được nhiều như đó. Tại vì em nghĩ em đến đây bình thường giống như là những cái cuộc gặp gỡ trước đây thôi. Nhưng mà thật ra là khi đến là em thấy là những cái thầy giáo hoặc là những là nhà thơ thì người ta đọc thơ của thơ nữ trong chi hội thì có, trong đó có thơ em thì thấy là người ta đã đọc rất là nhiều và cũng là nhận xét về mình cũng rất là đúng.
Những gì mà buổi tọa đàm đặt ra thì không đến nỗi hẹp, bởi ở đó một loạt vấn đề hết sức nghiêm túc về nghề, từ tâm thế sáng tác, nội dung, đề tài, đến hiện trạng đội ngũ, tiềm năng và triển vọng của thơ nữ Quảng Nam trong tương lai, được đem ra mổ xẻ, phân tích. Qua đó, một lần nữa, cuộc tọa đàm tiếp tục khẳng định thơ của các tác giả nữ là một phần không thể thiếu, rất quan trọng, góp phần làm nên gương mặt đa diện cho văn học Quảng Nam nói chung và thơ Quảng Nam nói riêng. Đội ngũ rất là đông, rất là đa dạng về mặt phong cách, về cá tính, về cái khả năng thể hiện bằng câu chữ, bằng văn bản nghệ thuật của mình. Tức là phụ nữ, cái phong trào thơ nữ của Quảng Nam là có rất nhiều, đặc biệt là rất nhiều nhà thơ trẻ rất là tài hoa, như Ngô Thị Thục Trang, như là Minh Thùy, như là Hồ Loan, vân vân. Tôi nghĩ là những người như vậy hết sức là một cái điều kiện hết sức để tạo cái niềm tin về phía tương lai, là thơ nữ của Quảng Nam sẽ vừa hội nhập được cái dòng chung của thơ nữ Việt Nam, nhưng mà vừa đậm đà cái bản sắc rất địa phương, rất cá nhân. Trong thơ nữ thì có những người mà đã nói chung là nó có tạm gọi là đã thành danh rồi thì họ biết ấy, thì nó có chỗ nó đứng lại. Còn những cái người trẻ đó là họ viết ấy, tôi nghĩ là nó có cái sự bứt phá. Họ biết nó có tính chất hậu hiện đại hơn. Ví dụ như là Ngô Thị Thục Trang là họ nó có những cái trang viết, có những cái bài thơ có thể nói là rất là hay, rất là mới. Mà những người mà thuộc cái tầng, thuộc cái thế hệ lớn tuổi không có được. Những cuộc tọa đàm như là rất là hay, rất là ý nghĩa. Tiếc là em không có nhiều cơ hội để mà ngồi mà lắng nghe hết tất cả mọi cái ý kiến đóng góp, cũng như những cái gọi là mổ xẻ, gọi là bằng trường nghệ thuật ấy, thì em thấy nó rất là hay ở chỗ là ví dụ như ai mà có được cái thế mạnh ấy, mà mình chưa có ấy, mình phải học hỏi. Mà nếu như những cái sáu mồn gì của mình ấy, thì mình nên né bớt đi, mình hiểu được cái nào mình cần và cái nào mình thiếu, cái nào mình có rồi thì mình phát huy. Dù cuộc tọa đàm diễn ra khá muộn so với tuổi đời trên 20 năm của Chi hội Văn học Quảng Nam, cũng như so với sự xuất hiện của các cây bút thơ nữ trên thi đàn xứ Quảng và cả nước, nhưng đã đặt ra và giải quyết nhiều vấn đề của thơ nữ trên mảnh đất thi ca. Và rõ ràng, thơ nữ Quảng Nam cần tiếp tục được nhìn nhận, ghi nhận bằng sự đồng cảm, đồng điệu, sẻ chia, chứ không phải thông cảm bởi các lý do giới tính, để nhìn thấy rõ hơn ở họ tâm lực, tâm thế và tâm thức sáng tạo. Và bây giờ chúng tôi muốn lắng nghe những chia sẻ của nhà văn Lê Trâm, Chi hội trưởng Chi hội Văn học. Sau khi xem clip vừa rồi, thì rõ ràng chúng ta thấy những cây bút nữ có một cái con số không hề nhỏ trong Chi hội Văn học và cũng chiếm một vị trí khá quan trọng trong khu vườn thơ của Chi hội. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Chi hội tổ chức một cuộc tọa đàm về thơ nữ. Ông có thể nói thêm về vấn đề này? Chúng ta xem cái clip này thì nhà thơ Nguyễn Chiến là chi hội phó văn học đã trao đổi khá đầy đủ về cái sự mà tổ chức cái tọa đàm này. Chúng ta có một đội ngũ nhà thơ nữ, nó có một cái truyền thống từ bà Văn Nhãn, từ nữ sử Hằng Phương, bà Lâm Anh, đúng không? Và kế tục về sau. Trong 20 năm thì cái lớp nhà thơ nữ Quảng Nam nó kế tục liên tục, nó chia từng giai đoạn, và tới một lúc chúng tôi thấy cần thiết phải nhìn nhận lại cái sự đóng góp của các chị trong cái thơ Quảng Nam mà hạn hẹp trong cái chi hội. Chúng tôi làm tọa đàm với cái tư cách là để có cái gì sau tọa đàm, chứ không phải là một để khép lại sau khi tọa đàm xong là thôi. Chuẩn bị cũng khá kỹ, nhưng mà nó nằm giữa hai cái cơn dịch. Vừa xong chuẩn bị là thì nó bị cơn dịch đầu tiên, tiếp tục là hết dịch rồi tới mưa lũ, tưởng là nó trâu đi cái tọa đàm này, nhưng mà
chúng tôi cố gắng và cái chờ lại. Thực ra cái đội ngũ phê bình của Quảng Nam nó cũng rất là mỏng, rồi cái kỳ vọng thì nhiều để tập, nhưng mà trong đã là khó khăn như thế, nhưng mà là tới là dịch bệnh rồi nó thiên tai thế này, thì chúng tôi quyết tâm. Và rất may là với kỳ vọng của chúng tôi thì cái tọa đàm nó thành công. Mỗi lần tổ chức một cái hội thảo và tọa đàm, chúng ta biết rồi, nó rất là khó khăn, từ nội dung, từ các điều kiện khác vân vân, và nhất là cái hiệu quả, thì chúng tôi rất là mừng đã phần nào đó đã nhận diện lại cái gương mặt thơ nữ chi hội văn học, phần nào nó cũng là đại diện của thơ nữ của Quảng Nam. Và nó có một cái điều thứ hai nữa là nó vẫn có tiếp tục theo dần dải như vậy. Các chị cái giới lứa thế hệ đầu, tức là khoảng sau năm 98, rồi một cái giai đoạn giữa đầu phát triển, và sau này là có các chị trẻ như trẻ kế tục như là Hồ Loan này, rồi Minh Thùy hoặc là Vương Thi Phong Văn. Thế thì đó, để chúng tôi tin rằng là công việc mình làm là đủ cái niềm tin để tổ chức tọa đàm, chứ không phải tổ chức tọa đàm để đánh giá về thời gian vừa qua xong rồi dừng lại. Dạ vâng, và đúng là cái dự định ngồi lại với nhau tọa đàm về thơ nữ nó cứ bị trôi dần, và theo những cái khó của công việc rồi thiên tai dịch bệnh thời gian qua. Tuy nhiên có thể nói rằng đây là một cái thời điểm chính trong một cuộc nhận diện về thơ nữ trong khu vườn thơ xứ Quảng, đúng không? Thưa nhà thơ Nguyễn Tấn Ái. Đúng là như vậy. Tôi nghĩ cái chín ở đây có thể xét ở hai phương diện. Cái phương diện thứ nhất là phương diện thời gian, để cho người đọc và nhất là những người chịu trách nhiệm nói câu chuyện phê bình có đủ thời gian để có thể thẩm thấu kỹ hơn về thơ của các nhà thơ nữ. Cái chín thứ hai, tôi nghĩ đó là tâm thế, để tạo được cái tâm thế chờ đợi của các nhà thơ và của người yêu thơ, để cho cái câu chuyện phê bình nó không trở thành khách lạ, nó có thể hòa được trong cái sân chơi nghệ thuật này. Và chính vì vậy mà cái không khí tọa đàm nó ấm lên hơn nhiều. Đó là một trong những yếu tố để thành công. Dạ vâng, xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Tấn Ái. Và thưa nhà thơ Mai Thanh Vinh, chị là một trong những cây bút thơ có mặt từ rất sớm ở Chi hội Văn học Quảng Nam, từ sau ngày chia tách tỉnh, cùng với Nguyễn Thị Phương Dung, Kiều Chinh, vân vân. Đó quả là một hành trình khá dài, cũng đã ngót nghét 20 năm. Trên hành trình đến với thơ ấy là một cây thơ nữ, chị cảm nhận thế nào về vai trò của thơ đối với bản thân chị nói riêng, cũng như đối với người cầm bút nữ nói chung? Chào cô MC xinh đẹp. Nếu mà nói là về thơ ca, tôi đến như thế nào? Nhiều khi tôi cũng tự hỏi là mình đến với thơ ca có phải là vì yêu thích hay là vì một cái mục đích gì đó. Nhưng mà thực ra ở cái lứa tuổi của chúng tôi, những người làm thơ đa phần là muốn giải bài, đi dạy nè, rồi cơm áo gạo tiền nè, tất tất. Thì chúng tôi không còn cách nào khác, mượn thơ, tìm đến thơ như là một cái sự chia sẻ, sự đồng cảm. Và tôi nghĩ rằng trong cái những nhà thơ nữ ở cái lứa tuổi của tôi thì cũng vậy thôi. Họ cũng là có những cái muốn tâm thể hiện cái tâm tư tình cảm của mình, nhưng mà không biết bằng cái cách nào, thì có thể họ mượn vào thơ, hoặc là có thể là vì họ yêu thích thơ ca nữa. Nói như vậy nữa. Vâng, xin cảm ơn những lời tâm tình rất cởi mở của nhà thơ Mai Thanh Vinh. Dường như đó cũng là tâm tư chung của các cây bút nữ, vì rõ ràng là các chị khi làm thơ, khi dấn thân vào con đường thơ sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc hơn các đấng mày râu, bởi đằng sau các chị là một vai trò của người phụ nữ của gia đình. Và nhưng mà điều quan trọng là hầu như các chị đều khởi đầu con đường thơ của mình bằng niềm đam mê với câu chữ, bằng ước muốn giải bày hơn nữa là mong muốn khám phá chân trời chân thiện mỹ trong sự sáng tạo cá nhân. Và hôm nay thì chúng tôi có mời đến trường quay một nhà thơ rất mới, nhà thơ nữ rất mới. Nói như vậy là bởi vì chị vừa mới được kết nạp vào Chi hội Văn học Quảng Nam cách đây chưa đầy một tháng, nhưng lại có thơ đăng từ khá lâu ở các sân chơi thơ trong và ngoài tỉnh. Đó chính là nhà thơ Hồ Loan. Và với một công việc có vẻ như không dính dáng gì đến thơ, đến văn học nghệ thuật,
Xin chị chia sẻ đôi chút về cái duyên chị đến với thơ cũng như quan niệm về thơ của chị ạ. Xin chào tất cả các anh chị có mặt trong trường quay hôm nay. Xin chào MC xinh đẹp. Dạ, cảm ơn chị. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hồ Loan. Mình sinh ra và lớn lên ở Tam Xuân và hiện cũng sống ở đó. Công việc chính của mình là mình làm ở khu công nghiệp Bắc Chu Lai, một công ty điện tử. Thật ra thì mình có cảm tình với thơ từ rất là sớm, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường kia. Nhưng mà do là không có điều kiện tiếp cận, thì mãi đến vài năm trở lại đây, khi mà cái phương tiện truyền thông nó rộng khắp rồi đó, thì mình mới có cái điều kiện tiếp cận đến thơ qua cái trang mạng. Đối với mình ấy, thì cái quan điểm về thơ thì nó nhẹ nhàng lắm. Cứ nghĩ là tiếng lòng mà, cứ mạnh dạn mà bộc bạch ra thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi thì thay vì mình nói á, thì mình viết, rồi mình sắp xếp gọn gẽ ra từng câu. Thơ Hồ Loan đơn giản chỉ có thế thôi. Và cái quan niệm về thơ của chị rất là đơn giản, bộc bạch của mình. Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là cá tính, rất là thể hiện được cá tính của mình. Và với những chia sẻ của chị, chúng ta có thể dự báo đẹp về một sự bứt phá trong thơ của chị, đúng không? Anh nghĩ sao về vấn đề này, thưa anh Nguyễn Văn Ái? Về câu chuyện các nhà thơ nữ và thuộc thế hệ trẻ, thì chúng tôi rất trân trọng và kỳ vọng. Bởi nhận ra được một điều là họ có sự kế thừa của lớp đi trước, nhắc là ở cái sự bứt phá. Tôi ví dụ như là có những lúc họ viết rất là giản dị, nhưng mà đọc kỹ thấy lấp lánh cái tín hiệu của sự mới. Như một câu thơ của Minh Thủy: buồn hơn cả những chiều tuột qua tay em. Nói về nỗi buồn như người nói, tôi không nghĩ là có thể nói được đơn giản như Minh Thủy. Hay như là câu thơ của Vương Thi, chỉ một chữ thôi cũng đủ làm nên cái mới. Ve nghìn năm vẫn mãi mê, gào lên trong gió lời thề thủy chung. Tôi nghĩ là lớp thế hệ như chị Mai Thanh Vinh thì chắc không dùng cái chữ gào nó bạo liệt đến thế đâu. Và đây là câu thơ của Ngô Thị Thục Tra: em con gái miền Trung, cọ ngực sông Thu suốt tuổi 15. Bỏ. Và một ý thơ rất hiện đại, nhưng lại giấu mình trong một cái lớp vỏ rất quen thuộc, như là thắm trầu, vôi vẫn nhặt vôi, mai về cởi lấy chính tôi phơi đời. Tôi nghĩ đọc được mấy chữ cởi lấy chính tôi này thì các anh cũng phải nể, phải không cô Hồ Loan? Đó là thơ của Hồ Loan. Bởi vì vậy chúng tôi kỳ vọng nhiều ở thế hệ trẻ. Dạ vâng, nói như vậy thì nghĩa là các cây bút nữ thế hệ 8X, 9X họ đã mạnh dạn, đã dám bộc lộ cái tôi của mình với những câu chữ, những chữ tượng hình, tượng thanh khá là mạnh mẽ. Mà có thể rằng là thế hệ trước thì chúng ta nó thể là cẩn trọng hơn trong việc dùng chữ. Nhưng mà với sự cá tính rất là, thể hiện rất là cá tính của các cây thơ nữ thế hệ 8X, 9X. Và cái còn nhà văn Lê Trâm, nhà văn nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Qua trao đổi của các bạn thì chúng ta thấy rất là rõ, một người là làm thơ cái giai đoạn đầu và Loan là mới. Anh ấy là làm thơ mà vừa thi giỏi mãn phê bình. Thế tôi thấy trong cái tôi làm vừa rồi có một người nó phân là ba nhóm: nhóm Mai Thanh Vinh, nhóm Phương Dung có một kiểu thơ đàn bà kiểu khác, và một cái nhóm giữa là có sự bứt phá mới như là Ngô Thị Thục Trang và Quỳnh Thu Hảo. Rồi sau đây là các bạn trẻ. Thế tôi thấy là, và anh Thiện anh cũng không dừng lại đó, không biết cái trẻ này là còn sẽ còn bao nhiêu người nữa. Thế là nó vẫn cứ thấy rằng là nó, các bạn viết nó cứ muốn cửa quại để nó bước ra trong những câu thơ như anh Nguyễn Tân Ái vừa nói. Và mặc dù là Hồ Loan nói rằng cái công việc làm thơ nó nhẹ nhàng như thế, có lẽ như vậy, nhưng khi làm thì nó khác. Và đặc biệt cái thứ hai nữa là qua cái nhìn nhận, cảm nhận của người đọc thì là khác nữa. Chúng ta biết hiện nay thơ của chúng ta, Việt Nam nó thay đổi rất nhiều, nó biến đổi
mà các chị ở Quảng Nam là vẫn tiếp tục theo cái dòng chảy đó, tôi rất là mừng. Chứ không chúng ta cứ kiểu lên thơ mà nó yên vặn hoặc là nó tạm thời với cái những gì mình đã viết ra thì rất là không ổn. Những cái điều mà qua cái tọa đàm thấy là những cái vấn đề là các chị nghĩ rất bình thường, nhưng mà đối với người đọc là khác, và cho thấy rằng cái sự nỗ lực rất lớn của các nhà thơ nữ. Vâng, chị Mai Thanh Vinh, thưa chị, với các cây thơ nữ trong chi hội văn học thì chị Mai Thanh Vinh có thể nói là một chị cả về tuổi đời cũng như tuổi thơ. Như vậy chị có thể cho biết ý kiến của mình, chị có đồng ý về những nhận xét của anh Ái cũng như nhà văn Lê Trâm về phong cách của các cây thơ nữ trong chi hội, hay là chị có cái suy nghĩ thêm gì về vấn đề này, thưa chị? Như anh Tăng Ái đã nói, tôi chỉ nói một cái điều rất là ngắn gọn, đó là thơ trẻ bây giờ viết rất giỏi, viết rất giỏi, viết rất hay, bởi vì nó tung tẩy cái câu chữ bạo liệt, mạnh mẽ, mà cái lứa tuổi của chúng tôi, làm thơ của chúng tôi không dám. Không dám bởi vì nghề nghiệp, không dám bởi những cái ràng buộc, bởi cái tuổi tác. Còn bây giờ thơ trẻ bây giờ nó tự do, nó thoải mái, nó tung tẩy, nó dạo chơi và dùng cái từ ngữ của nó đi như không đi. Và nó đi như bay. Hay. Tôi phải dùng cái từ rằng thơ trẻ bây giờ nó viết rất là hay, bạo liệt, mạnh mẽ, tự do, không có gò bó, không có cho mình, nghĩa là cứ là đi thôi. Thậm chí là không biết, cứ đi, đi và đi thôi. Đến đâu sẽ biết, cái kiểu như vậy đó. Tôi thấy rất giỏi. Dạ vâng, và với cái vị thế là một cái thế hệ, một thế hệ làm thơ đi trước như vậy, thì có nghĩa là chị Mai Thanh Vinh cũng như các thế hệ trước là chúng ta cổ vũ, chấp nhận và hưởng ứng vào một cái sự thay đổi trong phong cách thơ theo một cái lối sống hiện đại, phá cách trong cái suy nghĩ người phụ nữ mà cũng như dám mạnh mẽ như vậy, đúng không? Đúng rồi. Tôi nghĩ điều đó là quá tuyệt. Và bởi vì cái lối cũ bây giờ mình làm như thế nào nó mới hơn, nó rộng ra, nó đẹp hơn, nhiều hoa cỏ, cây lá. Thì quá ủng hộ đi thôi. Và những cái cũ nói như vậy không có nghĩa là cái cũ mình bỏ đi. Dạ, đúng cái rồi. Cũ mình phát huy thêm. Vâng ạ. Mình chăm chót, nghĩa là chăm tỉa những cái cũ để nó đẹp hơn, nó mới hơn, và phát huy những cái con đường xinh đẹp hơn. Chúng ta những tôn trọng nét đẹp đúng trong rồi. Những thơ, những cái ý từ trong những thơ cũ, nhưng mà chúng ta vẫn phát triển để có những cái mới mẻ hơn trong khu vườn thơ nữ. Vâng, xin cảm ơn nhà thơ Mai Thanh Vinh. Và thưa quý vị, có một điều khá đặc biệt là trong số 10 gương mặt thơ nữ của chi hội văn học Quảng Nam thì đã có tới 6 nhà thơ xuất phát từ nghề giáo. Trong suốt nhiều năm qua, họ vừa đứng lớp trong vai trò là người đưa đò trên dòng sông tri thức, lại vừa lặng lẽ dạy hồn thơ của mình để đóng góp cho khu vườn thơ xứ Quảng. Đây có thể xem là một lợi thế, nhưng đồng thời cũng có những hạn chế nhất định trong việc hình thành phong cách thơ quốc trị. Về điều này, chúng ta cùng nghe những ý kiến sau đây. Trong số 10 nhà thơ nữ của Chi hội Văn học Quảng Nam thì có đến 6 người là nhà giáo. Tỷ lệ giáo viên trong toàn chi hội văn học cũng khá cao, có tới 29 trên tổng số 75 hội viên. Thơ của nhà giáo có gì khác biệt? Danh hiệu nhà giáo nhà thơ, nhà giáo nhà văn mang ý nghĩa gì? Và là nhà giáo cầm bút, nhất là nhà giáo nữ, thì có ảnh hưởng tích cực và hạn chế gì đến thơ? Với những nhà giáo thì mình nghĩ rằng một cái tầng lớp rất là khao khát tri thức, rất là chiếm lĩnh rất nhiều những cái tri thức trong đời sống xã hội, thì người ta dễ dàng đi vào thơ ca hơn. Đó là cái thuận lợi. Cái thứ hai thì bên cạnh cái thuận lợi bao giờ cũng có một cái trở lực. Trở lực tức là cái giọng điệu nó hơi bị giáo khoa. Khi nhà giáo mình làm thơ viết văn á, là người ta phải giáo cái tâu nhà giáo bớt đi. Để mà lúc đó là cái tôi nghệ sĩ phải nó phải trội lên thì người ta viết mới được. Cái con đường đi của tôi được anh em hoặc là những bạn bè văn chương đánh giá là bứt phá và cũng có những cái riêng trong việc thể hiện cái tôi của mình, thì cũng xin gọi là cảm ơn cái sự đánh giá đó. Và cái con đường cô đơn, con đường sáng tạo, nó luôn luôn trân trọng những cái riêng như vậy.
thơ nếu như mình cứ đi theo một cái khuôn khổ của riêng mình thì mình có thể là dậm chân tại chỗ. Bởi vì cái đề tài của nó gắn với cái nghề nghiệp của mình phải cần phải đi xa hơn, phải có cái nhìn rộng hơn về những cái diễn ra, những diễn biến xung quanh mình. Cho nên là mình cần phải nhìn xa hơn một chút. Cho nên là đề tài của mình nó rộng hơn. Những cái nỗi trăn trở của mình về cái cuộc sống nó lại càng đi xa hơn. Nhất là khi mà mình đã về hưu rồi thì mình lại có cái thời gian để chiêm nghiệm hơn. Khi mình bận bịu với giáo án thì bây giờ mình thoát khỏi cái giáo án này thì mình có thể là đi xa hơn. Vừa rồi chúng ta đã được nghe một số ý kiến nhìn nhận về thơ của các nhà thơ nữ làm nghề giáo. Đây quả là một vấn đề cũng khá là thú vị, đặt ra nhiều cách nghĩ, cách cảm và quan niệm về định hình phong cách thơ nữ trong khu vườn thơ xứ Quảng. Chúng tôi xin hỏi nhà thơ, thầy giáo Nguyễn Tấn Ái, vừa là một cái bút phê bình thơ, thì bản thân anh quan niệm về điều này như thế nào? Liệu nhà giáo thì có ảnh hưởng gì đến phong cách thơ của các nhà thơ nữ trong chi hội văn học? À, xin chia sẻ điều này. Khi nghe thầy Nguyễn Chí, nhà thơ Phùng Tấn Đông và chị Mai Thanh Vinh đều đặt ra một vấn đề là phải để cái tôi nhà gió lại phía sau để có tôi nghệ sĩ đứng trước. Nhưng đâu có dễ. Một nhà thơ rất nổi tiếng, nhà thơ Trương Vũ Thiên A, có một cái tứ thơ rất hay là tôi là cái thước chữ T lên đài cùng chính mình, so gan cùng bản ngã. Nhà giáo luôn luôn là cái thứ chữ T. Chúng ta nói về vấn đề phong cách. Phong cách là sự độc sáng và trở thành tài năng. Chúng ta nói độc sáng chứ không phải là độc đạo hay là độc lập. Bởi vì nó luôn luôn có mối liên quan với nhau. Phong cách cá nhân thì chịu sự chi phối của phong cách thời đại, phong cách nghề nghiệp. Trong đó phong cách nghề nghiệp ảnh hưởng rất là lớn. Để hình thành một phong cách như là phong cách thời đại bây giờ thì cái tiêu chí cơ bản mà được đẩy lên hàng đầu là lạ hóa và giải thi. Mà nghề giáo là nghề nghiêm cẩn, làm sao mà lạ hóa. Nhà giáo là những người đi tô tượng đúc chua, dám giải thiên à. Cho nên phong cách của các nhà giáo chịu ảnh hưởng, nhìn chung là nghiêm cẩn, họ chuẩn mực. Điều này vừa là lợi thế, nói như anh Phùng Tấn Đông có nói, nhưng đồng thời tôi nghĩ sự nghiêm cẩn chính là tử huyệt của các nhà thơ khi muốn hình thành phong cách cho mình. Vâng, còn thưa nhà văn Lê Trâm, anh cũng là một nhà giáo cầm bút viết văn và có nhiều tác phẩm đứng được trong lòng bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Anh nghĩ sao về câu chuyện này thưa anh? Theo tôi thì tất nhiên là có rồi. Bởi vì nó có cái lợi thế là sống trong cái môi trường chữ nghĩa, rồi học thuật, rồi dễ tiếp cận cái mới. Và thậm chí là kể cả học cái cách phân cách viết nơi mà tiếp xúc nhiều là nhà trường. Đó là cái lợi thế rất là lớn. Nhưng mà đồng thời nó như tất cả mọi người đều công nhận được là các tác giả mà ở trong môi trường nhà trường mà cũng đã chia hai loại. Nó trường phổ thông là khác, ở trường đại học là có những cái dễ chịu hơn. Chúng tôi biết giống như bị một cái vòng kim cô gì tới lúc đó nó phải dừng lại, bảo vệ cho một người cái nghề nghiệp nó cỡ một tâm thức không tự biên tập đấy. Mà lẽ ra là phải thể hiện hết các cảm xúc của mình và bung vỡ lên mới có tác phẩm hay lạ được, chứ còn cái chừng chừng như vậy làm được. Tôi viết truyện thấy nhiều người mà tại sao là tới đó là lẽ ra phải đi nữa là không dừng chung lại, cứ lần như thế. Rất tiếc nếu một người ngon ngành giữ dục người ta sẽ viết kiểu khác, có khi nó có những điều nó hay hơn. Các nhà thơ nữ là khổ. Tôi có xem một cái cuộc tọa đàm trên VTV, anh có sự tham gia của nhà thơ Hồng Thanh Quang và nhà thơ nữ Lữ Mai. Nói rằng là thế này, nhà thơ nữ nó có phải có những cái che chắn
ngồi cái nữ chắc chắn. Thế thì cái kiểu của ở các nhà thơ nữ là ở trong ngành giáo vẫn bị cái sự chắc chắn như vậy. Như vậy là khá nhiều ý tưởng nó bị dừng trở lại, và thậm chí nhiều ý tưởng đã viết rồi và không công bố. Do đó là giữa cái nghề nghiệp và sự hiến thân cho cái cống hiến cho thơ ca là cả cần cái sự hy sinh và sự lựa chọn, thì nó cũng rất tiếc. Mà biết làm sao bây giờ, đó là cái quy định như vậy. Nghe chia sẻ của nhà văn Lê Trâm có vẻ như chúng ta đã bị giới hạn rất nhiều về nghề nghiệp đúng không? Mà không thể bứt phá hết được, không thể thể hiện cho bằng hết cái tôi của mình. Mà như tôi nghĩ thì thế này, chúng ta sáng tác văn, thơ là chúng ta viết nên những cái đẹp, cái hay cũng đều là nhân văn cả, thì tại sao nó lại mâu thuẫn với nghề nhà giáo được? Vậy chúng ta cứ thể hiện bằng hết đúng không? Thì chúng ta đang, những cái án văn, án thơ đều là những điều nhân văn rất là đẹp. Vậy thì chúng ta cứ thể hiện bằng hết chứ ạ? À, một phần nào đó là chúng ta có thể thể hiện được, nhưng nhiều chỗ là chúng ta không thể hiện được. Nếu như là người ở trong ngành giáo dục, bạn sẽ biết cái điều đó. Là nó cũng có giới hạn về cái như Nái nói là sự nghiêm cẩn của các thầy cô giáo. Đúng không chị Mai Thanh Vinh? Chị cũng là một nhà giáo làm thơ à? Đúng rồi. Và chị cũng nghĩ như vậy. Giới hạn như thế nào chị có thể chia sẻ thêm? Làm nhà giáo nói như anh Tân Ái đúng rồi đó. Đôi khi mình muốn bứt phá, muốn tự do tung tẩy như các em, muốn dạo chơi, làm một cuộc dạo chơi, nhưng mà cái nghề nghiệp nó rì mình lại, nó níu mình lại, cho nên rằng khó ít nhiều nó cũng ảnh hưởng tới cái nghề nghiệp của mình, tới cái công việc của mình và cái yêu thích thơ ca của mình và cái sự tự do, hạn chế cái sự tự do tung tẩy ngôn từ của mình. Vâng, bởi vì chúng ta là những người thầy, người cô, những cái hình ảnh mẫu mực cho các thế hệ học trò, như vậy chúng ta phải tự giữ sự nghiêm cẩn cho mình, và vì vậy không thể bộc lộ hết được trong thơ, trong văn của mình. Và đó cũng là một cái hạn chế mà xin được chia sẻ với các nhà thơ. Và xin cảm ơn những ý kiến của nhà thơ, nhà giáo Mai Thanh Vinh khi đề cập đến câu chuyện thơ nữ. Thưa quý vị, có một điều mà bất cứ ai khi đề cập đến thơ nữ cũng đều nghĩ ngay đến cái tôi trữ tình đầm thắm, da diết và cũng hết sức mãnh liệt khi viết về đề tài tình yêu. Các chị viết nhiều về tình yêu, đó có thể là người đang yêu, người đã yêu, người sẽ yêu. Cũng có thể là đối tượng trữ tình để các chị bộc bạch, giải bày. Và tình yêu trong thơ của các cây bút thơ nữ thì rất là nhiều cung bậc. Điều này dường như đã trở thành mặc định trong tâm thức về thơ của các cây bút nữ trong Chi hội Văn học Quảng Nam. Đúng không thưa nhà thơ Nguyễn Tân Ái? Cảm ơn cô đặt vấn đề rất đúng cái điều mà chúng tôi cũng băn khoăn. Suy cho cùng thì câu chuyện lớn nhất của thơ ca vẫn cứ là câu chuyện tình yêu. Xin lỗi các cô chứ có khi câu chuyện lớn nhất của các cô cũng là câu chuyện tình yêu. Vấn đề là có cô giáo thôi, giỏi giáo. Bởi vì phụ nữ giỏi giáo cho nên khi mà họ bộc lộ ra nó lại trở thành nhiều cung bậc bởi chưa được ai nghe đấy. Chưa ai nghe đến được. Tôi ví dụ nghe. Cùng là một gia diết. Nhưng gia diết của Nguyễn Thị Phương Dung khác. Gia diết của Lê Thị Điểm khác. Gia diết của chị Mai Thanh Vinh lại khác. Chị Nguyễn Thị Phương Dung viết thế này. Người đàn bà ấy là người đàn bà cũ. Không có gì hoàn mỹ. Chỉ yêu thương nguyên vẹn đến lạ kỳ. Cái da diết ở đây nó rất là riết rắn. Còn chị Mai Thanh Vinh thì chỉ là chừng mực thôi. Da diết mà chừng mực. Thèm được ngã lưng trên sáo, vu vơ uống cạn nồng nà. Thèm về lại tuổi 20 để tỏ tình thêm lần nữa. Tức là nó thuộc về thì quá vãng rồi. Thì quá khứ rồi. Nó chừng mực lắm. Còn chị Lê Thị Điểm thì lại rất là kín đáo. Thậm chí dạng người ta là nhìn mình từ phía sau anh nhé, để nét xuân phai đỡ chành lòng. Và như vậy phổ vào một điểm rất chung, mà chúng ta vẫn thấy là có nhiều sắc màu rồi. Cho nên nói thơ tình của nữ giàu cung bậc là như thế.
Vâng, và đúng là tình yêu là đề tài muôn thuở, không riêng gì của thơ ca và của tất cả lĩnh vực văn học nghệ thuật, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn nhà thơ Nguyễn Tấn Ái với cái nhìn khái quát nhưng cũng là rất là sắc nét về thơ tình của cây cướp bút thơ nữ xứ Quảng. Có lẽ chúng ta nên nghe ý kiến của nhà thơ Hồ Loan. Chị đã đọc và cảm nhận thế nào về đề tài tình yêu trong các cây bút nữ của chi hội? Với chị, gần đây có những bài thơ về tình yêu mà đặc biệt ở thể thơ 1, 2, 3 rất ấn tượng. Chị nghĩ gì về đề tài tình yêu trong thơ cũng như là trong thơ của chị? Thì theo mình á, thì tình yêu luôn là một đề tài chưa bao giờ cũ đối với thi ca. Các chị trong chi hội thì cũng viết rất là nhiều. Cái nơi đó là cái nơi để mà người ta bày tỏ những cái tâm tư tình cảm mà. Thì cho dù đó là người yêu hay là cái đối tượng trữ tình thì người ta cũng muốn là đó là cái nơi người ta khát khao bày tỏ cái niềm yêu thương, rồi giải bày những cái trăn trở trong lòng mình. Các chị viết rất là mềm mại, viết rất là đẹp. Cả những cơn đau nó cũng đẹp nữa. Thật sự là như thế. Và mình cũng mong muốn được viết như chị. Thật sự mình không có viết được những cái từ bay bướm hoa mỹ mà mềm mại ngọt ngào như các chị. Cho nên mình ngưỡng mộ lắm. Các chị truyền thống trong một con người hiện đại. Thơ của các chị là thế. Cho dù có một số chị tuy là lớn, viết thơ hiện đại, nhưng mà cái nét truyền thống trữ tình nó vẫn giữ ở trong đó. Còn đối với Hồ Loan thì thơ hay là ngồi đời gì á, cái cảm nhận và cái quan điểm về tình yêu nó đều như nhau cả. Có nghĩa là cũng mơ một cái tình yêu tận hiến và cũng đau đáu lòng về cái tình yêu đó. Chính vì đau đáu lòng như thế cho nên cũng hay viết, hay đặt ra những câu hỏi về cái tình yêu đó. Vâng, đúng rồi, và tình yêu thì không có định nghĩa chung. Chính vì vậy là thơ về tình yêu không phải riêng các nhà thơ nữ hay các nhà thơ nào cũng vậy, sẽ không có sự giống nhau và mỗi người sẽ có một phong cách riêng. Vâng, rất cảm ơn nhà thơ Hồ Loan với chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, mới đây chị Hồ Loan đã đoạt giải về thể thơ 1, 2, 3 của tạp chí Văn nghệ Sài Gòn. Và nhân tiện nói về thơ tình trong thơ nữ chi hội văn học Quảng Nam, chị có thể đọc một bài thơ về đề tài này ở thể thơ 1, 2, 3, có thể nói là sở trường của chị. Thật sự, thơ thì mình viết theo cái gọi là tiếng lòng, bộc trực ra. Còn đọc thì rất là khiếm khuyết đấy nha, đọc thì rất là tệ. Mọi người khó lắm nha. Em nghĩ là sẽ không tệ đâu, chị có thể... Mình sẽ đọc một bài thơ với thể thơ 1, 2, 3. Vâng. Ngọn đúc kịp minh chứng cho tình yêu Quasimodo, tàn cho phút ấy nhiệm màu. Em không là Esmeralda thánh nữ, còn ai trên cõi đời dám đánh đổi vì em? Anh có là gã cờ gác chuông cuộc đời nông nổi, thắp tình yêu bằng ngọn đúc Quasimodo. Cảm ơn chị. Rất là ngắn bởi vì cái thể thơ 1, 2, 3 nó chỉ vậy thôi. Quá rất là thú vị đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng mỗi người có một sở trường riêng. Những người trẻ trong chi hội văn học Quảng Nam như chị Hồ Loan đang tìm kiếm cho mình một lối đi riêng trong phong cách thơ lẫn tâm thế sáng tác. Còn những thế hệ đi trước như chị Mai Thanh Vinh ngày một chín chắn và đầm sâu hơn khi viết về tình yêu, một đề tài muôn thuở của thi ca. Thưa nhà thơ, có thể chia sẻ thêm về đề tài tình yêu trong thơ được không ạ? Như lúc nãy tôi nói rằng vấn đề... cái thời điểm mà cái chúng tôi là làm, cái lứa tuổi của chúng tôi làm thơ thì ít nhiều nó chi phối nhiều hoàn cảnh. Và cái tình yêu cũng vậy. Đương nhiên tình yêu là một cái đề tài muôn thuở trong thơ ca, nhưng chúng tôi giấu đi, nói như Nguyễn Tấn Ái, giấu rất kín. Đôi khi muốn bộc bạch, nhưng cái bộc bạch đó nó nhẹ nhàng. Nó có thể người, nó ẩn đi mà người ta không thấy được. Và đâu đó cái nỗi niềm, cái nỗi khao khát, cái tình yêu nó cũng được giấu đi rất là lặng sâu. Cảm ơn chị Mai Thanh Vinh. Nhưng mà chúng tôi có thể được nghe chị đọc một bài thơ về đề tài tình yêu, dẫu viết từ lâu hay là mới viết của mình đi, để thấy tình yêu không bao giờ cũ và không mất đi hay lụi tàn trong trái tim của người phụ nữ. Chị có thể đọc một bài thơ được. Chúng tôi cũng có cái tình yêu chứ, nhưng mà cái tình yêu đó tôi nói lúc nãy là giấu đi. Có cái bài thơ mà tôi viết rất lâu rồi mà tâm đắc, hầu như lúc nào tôi cũng có thể đọc và rất thuộc nó. Đó là bài thơ Hai Người Đàn Bà.
cái nỗi niềm, cái tình yêu nó được giấu rất sâu. Và cái thân phận đàn bà nó cũng thể hiện được cái điều đó trong tình yêu. Bài Hai Người Đàn Bà. Người đàn bà là không chồng, chưa chồng và một người đã có chồng. Người đàn bà không chồng chiều chiều ra ngõ, đợi vầng trăng soi tỏ một chút tình. Người đàn bà lấy chồng rất sớm, chưa một lần khao khát đợi chờ, chỉ chôn kín vào lòng một nửa vầng trăng, nửa khuất trong đêm sâu im hồn chị, một nửa kiếm tìm, một nửa lao xao. Giọt nước mắt lăn vào đêm khắc khoải, ráo hoảnh bầu trời khuất lấp những vì sao. Hai người đàn bà gặp nhau chia vầng trăng huyền ảo, chợt giật mình nổi gió chim bao. Rất hay, rất cảm ơn chị và chia sẻ một bài thơ vừa rồi. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng khi chúng ta nghe hai bài thơ của hai thế hệ, nhà thơ Nguyễn Thân Ái có thể nói như thế nào về sự khác nhau cũng như là về cái phong cách thơ vừa rồi. Thì chúng ta cảm giác của cảm xúc khi nghe hai bài thơ mà chúng ta vừa nghe của nhà thơ Hồ Loan và Mai Thanh Vinh. Dường như ngay từ đầu chúng ta có nói đến cái mối quan hệ của hai cái thế hệ thơ. Có đề cập đến cái vấn đề là thứ nhất, nghệ thuật là sự bứt phá. Thứ hai, trong cái quy luật vận hành của nghệ thuật, nó luôn luôn có các yếu tố là kế thừa và cách tặng. Thực ra thì chị Mai Thanh Vinh cũng đừng buồn. Tôi nghĩ là ở cái thời buổi của các chị mà nói như thế thì các chị cũng đã vượt rào nhiều lắm rồi. Còn thời buổi bây giờ, các em lại có cơ hội để có thể vượt rào nhiều hơn. Nói một cách khác, cái lập trình của thế hệ thơ trước là lập trình Khổng Tử, còn cái lập trình của thế hệ thơ sau là lập trình Lão Tử. Cái trước nó khuôn thước, nó chừng mực, nó có quy tắc. Cái sau thì không cần quy tắc nào cả. Tôi nghĩ sự khác nhau của hai thế hệ là như vậy, nhưng vẫn có sự tiếp nối. Và với sự khác nhau đó thì như chúng ta nghe chị Mai Thanh Vinh đọc thơ, tôi cảm giác trong tình yêu của chị vẫn nội tâm như là vẫn còn giấu điều gì đó sau câu chữ. Nói tình yêu, nói về tình yêu của hai người đàn bà vẫn còn ẩn chứa, như là ẩn chứa thêm nhiều tâm sự. Còn chị Hồ Loan, tôi thấy tình yêu như vì nhắc đến anh chàng Quasimodo hay là Esmeralda, thì những cái thể hiện dám thể hiện và nói về tình yêu một cách trực diện, đúng không? Là rất, hai phong cách rất là khác nhau, nhưng đem đến cho chúng ta, những người lắng nghe, những người đọc thơ của các chị, những cái cảm xúc rất là thú vị. Và xin cảm ơn hai nhà thơ đã chia sẻ để hiểu thêm những khát khao hướng tới một tiếng nói khác trong thơ nữ, tìm kiếm những phong cách đa dạng trong sáng tạo thơ để có thể tạo nên một khu vườn thơ nữ đa phong cách và giọng điệu. Thì chúng ta cùng xem một clip sau. Trong bất cứ cuộc luận bàn về văn học nào của Chi hội Văn học, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam được tổ chức lâu nay, có rất nhiều vấn đề của thơ đã được đem ra mổ xẻ ở nhiều khía cạnh để làm rõ thơ và phong cách thơ của từng nhà thơ. Thơ nữ cũng vậy, ngoài việc ghi nhận những đóng góp lớn của các chị cho vườn thơ xứ Quảng bằng lối viết truyền thống, ngợi ca vẻ đẹp, con người, vùng đất quê hương và tình yêu đôi lứa, bằng cái tôi trữ tình đầm thắm, dịu dàng, vốn dĩ của thiên tính nữ. Bên cạnh đó, việc nêu ra, tìm thấy, chắt lọc những bài thơ, ý thơ hay tứ thơ mới mẻ, phá cách, mang bóng dáng của sự vượt thoát để tìm bản ngã riêng cho mình. Điều này đã và đang thể hiện ở những cây bút thơ nữ trẻ của vườn thơ nữ xứ Quảng. Khi người phụ nữ trong đời sống đương đại, thì buộc phải có một cái bước tự tin, khẳng định mình và thoát khỏi cái nhìn nam quyền về thơ của mình, về tất cả những biểu hiện trong cuộc sống của mình. Tức là người phụ nữ phải tự tin,
mạnh mẽ và trang bị cái kiến thức, trang bị cái năng lực, kể cả thể chất để mà mình hoàn toàn xứng đáng với nam giới. Ngay cả trong việc biểu hiện văn chương, thể hiện trong thơ, mình phải mạnh mẽ, mình phải thoát khỏi cái ý hệ nam quyền đã từng làm cho phụ nữ bị phụ thuộc. Nếu nói về hành trình thời gian thì người những thế hệ nhà thơ nữ đi trước đó là chị Mai Thanh Vinh, chị Phương Dung, chị Điểm hoặc là chị Đỗ Thị Kết, và những cái gương mặt trẻ hơn thì là trong đó là có gọi là bản thân là tôi là một nhà thơ nữ, thì điều đó là hoàn toàn là chúng ta thấy là về cái khoảng cách của các thế hệ. Nhưng mà về xét về cái gọi là chủ đề hoặc là về cảm hứng hoặc là về cái sự khẳng định cái tôi, thì tôi thấy là dù là nhà thơ lớn hay là nhà thơ trẻ thì họ cũng đều có một cái cách để khẳng định cái tôi cá nhân của mình, cái tôi trữ tình của mình. Có thể có những nhà thơ trẻ thì họ bứt phá về cái mặt sáng tạo, cách tân, cái lối nói, cái cách thể hiện giọng điệu, nhưng mà về cái cảm hứng hoặc là về những cái chủ đề thì có thể nó có điểm chung. Những cái nhà thơ trẻ chưa, những cái cây bút trẻ chưa, họ viết rất là hay, viết là giỏi, câu từ hay là ý tứ hay là cái nhìn, cái tầm nhìn của họ cũng rất là tuyệt. Mình thấy rằng là mình phải có những cái sự cảm nhận, cảm phục ở trong đó. Về cái giọng điệu lạ hay là một cái gì đó mà đặc sắc thì là em không có suy nghĩ nhiều về điều đó, nhưng mà em nghĩ là có thể là người ta sẽ có điều kiện hoặc là tương tác nhiều thì người ta sẽ đúc kết ra những cái để người ta biết những cái gì mà có thể trong mình có nhưng mà lâu nay mình chưa đào được, mình chưa khơi hắn ra được á, kiểu như đó. Thì em nghĩ là bản thân em sẽ có cái điều đó. Có nghĩa là mình chắc chứa trong người mình nhưng mà mình không có cách nào để mình khơi hắn lên được, mình biết hắn lên được nhiều. Thơ đối với em á như là em đang đi giải một cơn khát. Và thường thì có rất nhiều cách để giải khát. Ví dụ như anh khát nước thì anh qua văn đường anh uống một cốc trà nóng, cốc trà đá hoặc là bia. Em thì em thích uống trà, mà em lại không có đủ thời gian để mà ngồi nhâm nhi từng vị của tách trà đó. Và thường thì em hay bị uống trà nóng. Mà uống trà nóng thì nó bỏng, mà nó bỏng nhưng mà nó lại không giải được cơn khát. Chính vì thế nó cứ khiến em cứ phải uống và cứ bị bỏng và cứ phải uống và cứ bị khát. Thơ là một cơn khát đối với em. Vâng, phải nói là đã có những sự thay đổi nhất định trong sáng tạo thơ của các cây bút nữ trong Chi hội Văn học Vạn Nam. Nhưng dường như vẫn còn điều gì đó chưa được khai thông lắm, chưa tạo nên một tiếng nói chung lớn mạnh để mơ về một cuộc thay đổi. Anh nghĩ sao về vấn đề này, thưa nhà văn Lê Trân? Tôi cũng có cái cảm giác đó. Qua cái trao đổi, chúng ta vẫn thấy nó có nhiều cái thành tựu, nhưng mà cái theo dõi cái quá trình viết của các bạn nữ ở Quảng Nam, thấy là các bạn hình như cũng còn cái gì đó ngần ngại để có một cái sự thay đổi lớn, rồi cần một cái sự đi đến tận cùng để có cảm xúc, để có những cái sáng tác mà nó bứt phá, thì nó vẫn cứ đầm đầm như thế chứ được. Các bạn những việc sáng tác nó âm thầm và nó lặng lẽ, lặp đi lặp lại. Cái sự cố gắng bứt phá như một kiểu của Quỳnh Thu Hảo qua cái tập mà cái đồng mật ngữ thì nó vẫn là con đường, cũng bước đường đi lưng chừng. Nó thể hiện chưa rõ cái nét của bạn ấy. Rồi các tác giả sau này mà thấy cũng giống như cái kiểu của Hồ Loan, thì nó là vẫn là cùng bước đường dào dẫm, cũng uống trà, uống cà phê gì là làm một chuyện khác để nói về vấn đề này. Cái sự chuyển động trong sáng tác thì nó cần phải, tôi nghĩ là phải có một cái tác động nào đó. Chứ còn nếu không thì chúng ta bao nhiêu cái chuyện khác thì chúng ta vẫn cứ lăn như thế, lăn theo con đường đi như vậy. Có thể là có một cái sự tác động, có một cái sự kiện và có vấn đề gì đó thì có sự, nó có thể tác động lớn.
một buổi tọa đàm hôm nay chẳng hạn, để các bạn nghĩ là mình, thế ra là mình cũng có được nhiều điều là thành tựu ghi nhận được, nhưng lâu nay mình biết và thiếu tự tin. Đồng thời là cái điều chúng ta nghĩ chúng ta cố gắng để thực hiện cho nó tốt theo con đường đi, mà té ra là người ta không cần như thế. Đó là cái điều đau đớn của người sáng tác viết, nhưng mà không hiểu bây giờ cuộc chơi vô tâm tích, khi ném cái tác phẩm mình ra ngoài công chúng thì nó đi về đâu chả biết. Thì có những cái sự phản hồi trở lại và rất chân tình, như kiểu như anh em chúng tôi trong chi hội văn học đã làm nhiều hồi, nó cũng đụng chạm. Có người nó ví dụ như là có một nhà phê bình đã phân ra là nhóm này bằng nhóm này bao nhiêu người, nhóm thứ hai bao nhiêu người, thứ ba nhiêu người, và đem từng chữ ra để mà nói. Tất nhiên theo cái kiểu mỗi người có một cái cảm nhận riêng, thì ít người dám làm vì chúng ta ngại đụng chạm, hoặc là thôi để cho nó tròn trịa, cho nó đẹp đi. Nhưng cái chúng ta cần là sau đó là gì thì tôi thấy là nó được. Có khi là nếu như không làm cái cực ta làm này á, thì thơ nữ Quảng Nam vẫn cứ đi mỗi người một phách như vậy và không biết rồi sẽ đi về đâu. Vâng, xin cảm ơn nhà văn Lê Trâm. Còn với nhà thơ, nhà phê bình thơ Nguyễn Tấn Ái, anh đang nhận thấy điều gì xung quanh vấn đề mà chúng ta đang bàn về thơ nữ của Chi hội Văn học Quảng Nam, nhất là khi anh đã từng có một nhận định rằng không đem cái tôi cá nhân ra mà phân chất như cách các nhà thơ nam vẫn thích thú thường dùng. Nhà thơ nữ lấy cái khát khao sống cạn ngày cạn giờ với tư thế nhà thơ làm điểm tựa và đích đến cho hành trình sáng tạo vẫn chừng mực. Đó chính là hạn chế đáng yêu của các nhà thơ nữ Quảng Nam. Anh có thể nói thêm về điều này. Thực ra tôi muốn nói hai điều. Thứ nhất là sự khác nhau khi làm thơ về tình yêu của các nhà thơ nam và nhà thơ nữ. Khi nãy tôi có đọc cái tứ thơ của chị Mai Thanh Vinh và tôi rất thích tứ thơ này. Thèm về lại tuổi 20 để được tỏ tình lần nữa. Tuy là có khao khát, có da diết, nhưng mà nó chừng mực ở chỗ là chị luôn đặt cái tình yêu ở cái thì quá khứ. Chứ cùng một ý như vậy, nhà thơ Nguyễn Chiến lại rất là đùa khi anh bảo là ta tuổi đời đã quá mà thiên địa bất tri, riêng trái tim rất lạ vẫn giàu dạt xuân thị. Tình yêu của Nguyễn Chiến luôn luôn ở cái thì hiện tại, khác nhau là chỗ đó. Tuy nhiên thì các nhà thơ nữ của chúng ta họ vẫn nỗ lực sống với thơ để tìm ý nghĩa ở đó. Và tôi nghĩ cái cuối cùng của nỗ lực sống với thơ là tìm cho mình một phong cách. Thì mỗi nhà thơ đã là một phong cách. Có thể nhận xét của tôi không toàn diện, nó hơi chủ quan. Nhưng tôi thấy là như chị Mai Thanh Vinh đó, thì là chị kín đáo, kín kẻ. Chị Đỗ Thị Kết thì là kín tiếng. Chị Lê Thị Điểm thì hơi dịu dàng. Chị Nguyễn Thị Phương Dung thì sai đắm. Hay như cái lớp trẻ sau này, Minh Thùy thì thực thà bào già, Vương Thi thì lãng mạn sai đắm, Hồ Loan thì thế nào Hồ Loan à? Như cô Hồ Loan vừa mới đọc bài thơ đó, rất khao khát làm Esmeralda và đang chờ đợi có một Quasimodo nào đó, một khao khát rất mãnh liệt. Như vậy đó, có sự khác nhau khi cùng nhìn về một vấn đề và chúng ta mừng vì đã có những phong cách. Suy cho cùng, thành tựu của nghệ thuật là phong cách. Vâng, và rõ ràng thì khán giả rất là chờ đợi những sự bứt phá, những gam màu mới lạ của các cây bút nữ trong Chi hội Văn học Quảng Nam. Vậy thì các chị có băn khoăn hay là ôm ấp một điều gì khi chúng ta đề cập đến cái tôi bứt phá, vượt thoát để đi tìm cái bản ngã cho riêng mình? Chị Mai Thanh Vinh. Cảm ơn em. Nếu mà nói là bứt phá ở cái thời điểm này á, thì tôi nghĩ như thế này. Chúng tôi có lẽ là đến lúc phải bước ra những cái ràng buộc của mình.
Bởi vì chúng tôi được tự do về hưu rồi, là chúng tôi được tự do. Và nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi sẽ như những cái lớp trẻ khác, những lớp trẻ đang thơ trẻ. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi nghĩ rằng là mình phải có một cái nhìn thoáng hơn, rộng hơn, bớt gò bó hơn với cái tôi của nghề nghiệp của mình, để mà có thể là đi xa hơn trong thơ khác. Tôi nghĩ như vậy. Vâng, và chúng ta sẽ chờ đợi một nhà thơ Mai Thanh Vinh sẽ bứt phá và chúng ta những cái tác phẩm thú vị trong tương lai. Vâng, và tôi chắc chắn rằng điều này sẽ rất là cởi mở khi trao đổi với chị Hồ Loan. Chị có những cái dự định gì khi chúng ta sẽ có những cái án thơ thể hiện thật nhiều hơn nữa bản ngã của mình? Thiệt ra thì như mình đã chia sẻ là mình làm việc ở khu công nghiệp. Mỗi ngày mình sẽ có 1 giờ đồng hồ di chuyển bằng xe đưa đón từ nhà tới công ty và từ công ty về nhà. Và 1 giờ đồng hồ đó là cái thời gian quý báu để mình đọc và viết. Có thể là do cái hoàn cảnh như thế, cái không gian sáng tác như thế, cho nên nó tạo ra một cái Hồ Loan nó không giống ai thôi. Chứ mình cũng chẳng nghĩ là mình có một lối đi riêng nào đâu. Thật sự là như thế. Nhưng mà không những là chỉ và công việc, cũng có thể là cái tôi, chính là cái tính cách của chị. Vì thơ hay là văn nó phản chiếu tâm hồn của người viết. Có nghĩa tâm hồn của mình, tính cách của mình sẽ hình thành nên những cái tác phẩm của mình như vậy. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị và cảm ơn những chia sẻ của các nhà thơ, nhà văn về câu chuyện thơ nữ. Thưa quý vị và các bạn, mảnh đất xứ Quảng đã từng sản sinh nhiều nhà thơ nữ nổi tiếng trên thi đàn như nữ sĩ Lam Anh, Hằng Phương, Băng Nhãn, là những thế hệ nối tiếp trên mảnh đất thi ca. Thơ nữ của Chi hội Văn học Quảng Nam đã góp phần làm nên diện mạo của vùng đất chưa mưa đã thấm, của một xứ sở yêu thơ vào loại nhất nhì đất nước. Có chị đã là những cái tên quen trong lòng người đọc, và có chị còn đang định hình phong cách, có chị nhẫn nha dạo chơi trên thi đàn tìm vui với vần điệu câu chữ. Các chị đã lựa chọn con đường khổ hạnh, chữ dùng của nhà văn Nguyễn Tuân, đau đớn và đắm say mà bước tới và đi hết đời mình lại như mới khởi hành. Rất trân trọng các chị và mong các chị dọc đường đi sẽ hái được những bông hoa thơ ngát hương đời. Và một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và hy vọng rằng trong thời gian tới thì quý vị sẽ có thêm nhiều những cái tác phẩm hay để đáp ứng được nhu cầu thưởng thức thơ văn của khán giả. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.